Chào các bạn, video lần này sẽ khá là đặc biệt và nó sẽ không giống các video khác, bởi vì lần này Trang sẽ khoe quà với các bạn. Trang vừa mới được tặng một hộp quà rất là to đến từ Lazada. Và tại sao Trang lại được tặng một hộp quà to như vậy? Bởi vì sắp tới Lazada sẽ có cuộc cách mạng mua sắm từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, thì nó sẽ là một chương trình mưa sale băng và các bạn sẽ được mua rất nhiều các loại mỹ phẩm có tiếng với giá thành lại rất là rẻ. Bây giờ Trang sẽ mở cho các bạn xem nhé. Xem là trong hộp quà này Trang sẽ có những gì. Đầu tiên là một cái túi đựng mỹ phẩm. Và ở đây Trang sẽ mở ra. Đây, Happy Holiday đến từ ZA. Và nó ghi đây là một bộ sản phẩm trang điểm nhanh của ZA. Và sẽ có tổng tất cả là 5 sản phẩm ở trong này. Đầu tiên đó là một chai nước tẩy trang mắt và môi. Em này thì nó là dạng dầu các bạn ạ. Và nó chỉ rơi vào khoảng 30ml thôi. Như thế này. Cái này là dầu tẩy trang cho mắt và môi. Tiếp tục là một thỏi son của ZA Vivendes. Cái này là màu RD401. Trang mở ra xem nhé. Đây. Nó có thiết kế như thế này, cũng khá là đẹp. Màu son đây. Màu này có thể là nó sẽ rất là đẹp nếu như chúng ta đánh lòng môi với những người môi hơi dày như Trang. Màu này Trang cũng thích, miễn sao nó không phải màu hồng. Tiếp tục sẽ là một cái này gọi là bút kẻ mắt dạng gel, có nghĩa là nó là sẽ là, để cho bóc ra nhé cho các bạn xem. Cái này Trang cũng rất thích dùng bởi vì làm sao này, nó được thiết kế như một cái bút này và mở lên chúng ta sẽ vặn, nó sẽ tiện hơn là loại chì chúng ta sẽ phải bót. Bút này thì chúng ta có thể kẻ được viền mắt ngoài và cả bên viền bên mắt bên trong nữa, thì nhìn đôi mắt nó sẽ trông rất là tự nhiên. Trang rất thích sản phẩm này và thường thì Trang sẽ sử dụng những loại bút như này để có thể vừa vẽ được bên ngoài và bên trong của mắt. Từ nãy giờ là 3 sản phẩm rồi, để xem còn cái gì nữa nhé. Cái này là Pay. Đánh trước khi trang điểm thì chúng ta sẽ bôi dưỡng và chúng ta sẽ đến với em này. Đối với những làn da mà tự nhiên khá là đẹp rồi thì các bạn không cần phải bôi kem nền mà chúng ta chỉ cần bôi dưỡng và bôi kem chống nắng. Tiếp tục là đến với em kem lót này. Đây là một set bộ sản phẩm để trang điểm nhanh. Có thể là chúng ta sẽ dùng tất cả những sản phẩm mà Trang vừa mở cho các bạn xem ý. Đó là gel kẻ mắt này, son này và một cái kem lót cho mặt nữa. Và một lọ tẩy trang, thì đấy là những sản phẩm để chúng ta có thể make up nhẹ nhàng, make up tự nhiên cho hàng ngày. Rồi bây giờ Trang sẽ tiếp tục với sản phẩm tiếp theo. Đây, cũng không biết nó là cái gì để Trang đọc đã. Đây là sáp dưỡng ẩm tối ưu của Hada Labo. Và đây là một sản phẩm của Nhật các bạn ạ. Khi mà nhìn cái hộp này, Trang tưởng tượng đến một cái hộp sáp nẻ kiểu ngày xưa. Cái này thì Trang sẽ phải dùng thử đã rồi Trang sẽ nói cho các bạn, chứ cũng Trang cũng chưa biết là em này sẽ dùng như nào. Nhưng ở đây ghi hướng dẫn sử dụng là nó sẽ thoa một lượng thích hợp lên cho vùng da cần được dưỡng ẩm. Thì có thể là chắc là mình sẽ bôi lên mặt này, hoặc là bôi vào những cái vị trí nẻ ở tay chân cũng thể dùng được sản phẩm này. Cái này Trang sẽ tìm hiểu rõ hơn rồi sẽ review sau cho các bạn. Tiếp tục đó là một em kem nền của Maybelline Fit Me. Kem nền này thì khá là nổi tiếng rồi đúng không? Và đây là màu số 125. Đây là màu rất là tự nhiên và Trang cũng thấy là loại kem nền này mọi người dùng rất là nhiều và có vẻ là nó cũng khá là tốt và đáp ứng với cái việc là nó hợp lý với cái giá thành của sản phẩm này. Trang sẽ review sau cho các bạn, mặc dù là Trang biết là các bạn cũng đã dùng cái em Fit Me này rất là nhiều rồi. Và cuối cùng Trang có một hộp nữa rất là đẹp, Trang sẽ khoe với các bạn. Đây,
Hộp quà này nhìn rất là thích, không biết ở bên trong có gì. Đây là hộp quà của hãng Laneige. Chàng sẽ mở để các bạn xem nhé. Ok. Ở trong nó sẽ có hai lọ sản phẩm. Đầu tiên sẽ là một lọ sản phẩm sữa rửa mặt. Chàng sẽ đọc và xem nó. Cái này thì nó chỉ có tác dụng là dùng để sữa rửa mặt giúp cho sạch lỗ chân lông và cung cấp độ ẩm cho da. Vậy thì Trang nghĩ là cái sản phẩm màu xanh như này thường của Laneige thì là nó sẽ dành cho những cái da bị thiếu nước, thiếu độ ẩm. Và hoặc là nếu như bạn nào mà mùa đông ấy, bị khô da này hay là trang điểm hay bị mốc, các bạn nên lựa chọn cái loại sữa rửa mặt thích hợp cho da của các bạn để nó có thể cung cấp thêm nước, cung cấp thêm độ ẩm cho da. Đây là sản phẩm đầu tiên. Và em tiếp theo nữa, em này là em sữa tẩy trang. Đây là dầu tẩy trang làm sạch lỗ chân lông. Vậy thì có nghĩa là ở trong cái hộp Laneige tặng cho Trang, đó là một chai sữa rửa mặt và một chai tẩy trang. Cả hai cái này đều rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì sau khi chúng ta trang điểm thì rõ ràng là chúng ta phải có nước tẩy trang rồi. Cái này cũng rất là hay. Và rõ ràng là tẩy trang xong thì chúng ta lại phải đi rửa sữa rửa mặt. Vậy là các bạn thấy đấy, trong một bóc hộp quà mà Trang được tặng thì nó sẽ có những cái sản phẩm là về chăm sóc da, làm sạch da. Đấy, sau đó là một vài những cái sản phẩm để chúng ta make up hàng ngày thật là tự nhiên và nhẹ nhàng. Thì điều quan trọng là gì, Trang thấy là chúng ta sẽ phải cố gắng lúc nào cũng giữ cho làn da thật là sạch. Và sau đó tất nhiên là các bạn phải dưỡng da rồi thì hàng ngày chúng ta mới có thể make up an toàn cho da. Và nếu như các bạn là muốn mua những sản phẩm này vào cái thời gian từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 của trên trang web lazada.vn thì các bạn sẽ được mua với cái giá rất là thấp, ưu đãi. Các bạn nhớ lên trang web và lựa chọn những sản phẩm mà các bạn thích. Hoặc là tại vì ở trên đấy có rất nhiều các loại mỹ phẩm các bạn có thể tha hồ mua. Và nếu như các bạn muốn Trang review sản phẩm nào trong chiếc hộp mà nãy Trang vừa mở thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Và Trang sẽ nhanh chóng làm các cái clip về review cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.